Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm quốc phòng Army 2023 rằng vũ khí phương Tây được quảng cáo rộng rãi, nhưng không đáp ứng kỳ vọng trong xung đột Ukraine. Vũ khí Nga đã thể hiện tính tin cậy và hiệu quả trong điều kiện thực tế. Ngược lại, những khí tài được quảng cáo rộng rãi của phương Tây lại cho thấy chúng còn xa mới đạt trạng thái hoàn hảo. Ai cũng có thể thấy điều đó khi nhìn khu trưng bày vũ khí được lực lượng Nga thu giữ. Hãng thông tấn VIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một cuộc triển lãm các vũ khí và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine bị Nga thu giữ, bao gồm cả những vũ khí do các nước phương Tây cung cấp, đã được trưng bày tại công viên Patriot gần Moscow trong khuôn khổ diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2023. Những mẫu vật trưng bày thu hút nhiều sự quan tâm nhất chính là các vũ khí do Mỹ và các nước NATO sản xuất. Chúng bao gồm xe bọc thép Bushmaster của Australia, xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ, xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển và xe tăng bánh lốp AMX-10ACA của Pháp. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng có nhiều phương tiện của Anh trong số các vật trưng bày. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được xem xe bọc thép Husky và Mastiff, cũng như xe bọc thép chở quân S-105 Saxon đều do Anh chế tạo. Trong bảng mô tả tại triển lãm, Nga chú thích cụ thể địa điểm và vũ khí đó bị thu giữ trong hoàn cảnh nào. Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại rằng, ý tưởng về cuộc triển lãm bắt đầu được hình thành vào tháng 8 năm ngoái. Trong thời gian này, Nga đã thu thập được hơn 870 món vũ khí và trang bị. Hầu hết trong số này là sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Ukraine. Chúng bao gồm xe tăng T-72 AMT hiện đại hóa, xe bọc thép chở quân BTA-3E và BTA-4E, xe bọc thép Vata và Kazakh, xe bọc thép Triton. Ngoài ra, số vũ khí còn có tàu tuần tra bọc thép hạng nhẹ Kankan-P, với số đuôi BG-309 bị bắt giữ tại cảng Mariupol sau khi thành phố này bị Nga kiểm soát. Đây là sản phẩm nội địa được phát triển bởi nhà máy Lyman của Ukraine, phục vụ nhu cầu của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.